And now we have a hard slide from Huyền Trâm in Ao Lạc, also known as Vietnam. Con xin kính chào sư phụ và đội ngũ truyền hình vô thượng sư. Con xin phép được chia sẻ thể nghiệm nội tại của con liên quan đến tác hại của việc đi theo minh sư giả. Gần đây, một chị đồng tu con quen bị ốm rất nặng. Chị ấy gần như không còn sức sống, thều thào ngây ngây vô định. Chị ấy được bệnh viện cấp những loại thuốc về thần kinh và chị ấy dường như đã bị nghiện thuốc. Khi sử dụng phương pháp chữa bệnh khác, không dùng thuốc đó nữa, thì chị ấy lại bị nhớ thuốc, vật vã khó chịu. Trong khi ngồi thiền pháp Quán Âm và cầu nguyện, con thấy con đang ngồi trên một bông sen nhiều cánh với một vòng sáng bảo vệ quanh thân thể. Còn chị đồng tu đang ngồi dưới đất với vòng sáng yếu ớt mỏng manh. Có một đường dẫn từ con đến chị ấy. Con đang giúp chị ấy, nhưng bên ngoài vòng sáng của chị ấy là minh sư giả Trần Tâm và một tên quỷ có màu xanh, đỏ, nâu, hung dữ đang tấn công chị đồng tu. Chúng hút năng lượng ánh sáng mà chị ấy đang có và dường như muốn hút cả linh hồn chị ấy. Con đã tấn công chúng để chúng tránh xa chị ấy, nhưng sức lực của con không đủ. Và trong lúc con dường như yếu đuối sắp thua, chúng tiến đến gần con, một ánh sáng rực rỡ chói lòa từ phía sau con, đánh bật chúng ra xa. Con ẩn vào vòng ánh sáng lớn lao đó của sư phụ và được bảo vệ. Chị đồng tu cũng được bảo vệ. Chị ấy được đẩy vào hốc một gốc cây lớn ngồi thiền và ngài gút lớp đến ngồi bên ngoài gốc cây đó. Sau khi tỉnh lại, con hiểu rằng bởi vì trước đây chị đồng tu từng khao khát tâm linh nhưng lại theo nhầm minh sư giả Trần Tâm. Sau khi hiểu ra sai lầm của bản thân, chị ấy đã tự nguyện cắt đứt hoàn toàn với kẻ đó, sám hối và được sư phụ truyền tâm ấn. Nhưng ảnh hưởng của minh sư giả đã đi theo, bám lấy chị ấy, quấy nhiễu và làm chị ấy kiệt quệ cả về thể chất lẫn linh hồn. Con xin cảm tạ tình thương và ân điển vô vàn của sư phụ vì đã yêu thương, chăm sóc, bảo vệ chúng con cùng toàn thể nhân loại. Cầu mong nhân loại sớm thức tỉnh, khai ngộ, chuyển sang lối sống thuần chay để thiên đàng tại thế hiện diện nơi địa cầu xinh đẹp này. Xin Thượng Đế và các cõi thiên đàng bảo hộ sư phụ để ngài luôn mạnh khỏe, bình an, trường thọ. Đệ tử của ngài, Huyền Trâm từ Âu Lạc, Việt Nam. Supportive Huyền Trâm, our appreciation for your note. We are relieved to hear that Master shielded the fellow initiate from the actions of this vicious fake master who was trying to drag her into the negative world. Let us hope that all those influenced by his false teachings quickly awaken and find a true enlightened master who can guide them back to the kingdom of God. May you and the amiable Alexis, also known as Vietnamese people, continue to welcome each day with a grateful heart. Supreme Master TV Team. P.S. Master shares her thoughts. Good-hearted Huyền Trâm, it is deeply saddening to hear of those who get caught in the web of lies and deceit created by sham masters. It is an utter tragedy that some pretend to impart divine knowledge to people seeking spiritual upliftment, when actually it is a ruse to lead them astray and to be lost and destroyed. We need to carefully examine the speech and actions of monks, nuns, or masters, as well as rely on our intuition to determine whether they are truly worthy to follow. Above all, we must praise and thank God and all masters for the protection and liberation of souls. May the bountiful blessings of the Buddha radiate upon you and pretty Ao Lạc, also known as Vietnam. Love you always. Vegan, cause we love our co-citizens. We welcome your heartlines, stories, and our cute loving animal people clips. Please send them via suprememastertv.com/heartline.